Đây anh em thấy ha, bên mình các bạn kho là các bạn rất là chu đáo luôn. Hàng của anh em mua hàng livestream là để ra từng thùng vậy nè. Đó, đây là những anh em rất là quen ha. Đồ của anh em là được cất rất là kỹ luôn ha. Đồ anh em nào mua chốt xong là để riêng hết, tránh cái tình trạng mà anh em mua mà bị thiếu hàng hay là hụt hàng. Đó, quá trời luôn nè, những gương mặt thân quen không đúng không, chắc không phải. Những em nào mà hay mua là đều có slot riêng hết nha nè. À, cái này là của chú Quang Lê nè, quá trời luôn, một sọt luôn. Cái này là của anh Trương Gia Bảo luôn, một thùng luôn đó. Rồi còn những anh em mà mua ít ít hơn thì, hoặc là anh em lấy nhanh hơn thì nó nằm trong mấy cái sọt nhỏ nhỏ nè, các bạn ghi lẻ để dễ tìm nè. Sao không lấy cái đó, phía viết bên gì, này viết còn cái nào nữa. cho nó đẹp, viết xấu quá. Đây, đây là hàng chưa đủ nè, đây là hàng đủ nè. Đó, hàng của anh Lê Quang Vinh, Duy Tạ, Trịnh Diệu Quy nè. Đó, thấy chu Nét đáo đẹp ghê đấy, không?